Ok, lên đường nào. Cây đời lên đường công tác gọi xã hội. Thôi đi thôi. Có nghĩa là như này, hôm qua thì anh em tôi và người anh em thiện lành đã bọn tôi đã dọn được rất là sạch sẽ hết rác rồi, các bạn nhìn thấy rồi. Thì hôm nay bọn tôi sẽ làm sạch ở chỗ này. Sạch đây nghĩa là gì? Bọn tôi sẽ quét sạch đây và dọn hết cả rác đi chỗ khác. Ví dụ như chỗ là cái làm hữu cơ bọn tôi sẽ đốt, mà cái nào mà ni lông thì bọn tôi sẽ cho vào bao tải và sẽ chở đi chỗ khác. Và ở đây những cái cỏ này bọn tôi sẽ ấy hết. Thì hôm nay chúng tôi sẽ cũng làm từ đây này. Đây. Hôm nay sẽ làm từ đây. Đây. Từ đây đến đây. Đấy. Nói chung ở đây thì phải nói thật với quý vị là mình làm đây là để lấy cảm hứng thôi, để lan tỏa đến, để mà kích làm cái lan tỏa đến mọi người, để mọi người đi bảo vệ môi trường thôi. Và bọn tôi làm luôn đây. Đấy. Cỏ kiếp bọn tôi sẽ sạch, thì các bạn sẽ thấy là khi mình làm cỏ xong, mình dọn rác xong ấy, thì cái vỉa hè nó rất là đẹp. Có nghĩa là nhà nước đầu tư tiếc, nói chung là nhìn rất là đẹp, nếu mà mình biết ý thức dọn dẹp của chung rất là đẹp, mình khẳng định quý vị. Khi mà mọi người nhìn trên video ấy thì mọi người sẽ thấy nó không không bẩn đâu, nhưng mà khi mà trực tiếp các bạn thấy bẩn, còn mùi ấy, rác thì quý vị biết là mùi là quan trọng, mùi là kinh nhất. Riêng về rác thì mùi là ác chiến nhất. Không quan. Ngay công ty cây viên cây xanh cảm ơn rối rít. Người ta không làm xuể được chứ. Bây giờ mình nói thế thôi. Người vứt thì người làm khó. Anh em làm đây là truyền cảm hứng đó. Thật. Mình truyền cảm hứng cho những bạn trẻ. Mỗi lần là định vứt rác riêng ra nơi công cộng. Lười tí là sẽ thấy là mình làm thế là rất nhiều người họ phải đi dọn. Lấy cái này dê này. Này, lấy cái này dê này. Nhanh hơn. Cái rê cũng đứt rễ. Cái rê cũng đứt rễ. Giếng được rễ. Các bạn biết cỏ tại sao cỏ mọc không?
cỏ mọc là do người không đi. Vì hè mà người cứ đi là cỏ nó không sáng, cỏ nó không mọc được. Dẫm rồi mà cỏ chết mọc ra được. Qua là tranh thủ đúng rồi thời gian gọi là góp công ích cho xã hội thôi, nêu tấm gương. Đẹp ngay, đẹp hả? Vẫn như nhà thơ Hoàng Trung Thông đã bảo, bàn tay ta làm nên tất cả mà có sức người thì gạo nếp thành xôi mà. Đúng rồi. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay bọn mình mỗi anh em đã bỏ ra 1 tiếng, cả đi cả lại là tiếng rưỡi, gần 2 tiếng rồi. Thì bọn mình đã hoàn thành, giống như ngày hôm qua mình bảo, làm thật sự đẹp. Thì ngày mai bọn mình sẽ đến đây làm tiếp. Mình hứa với các bạn và cùng anh em đã hứa rồi, sẽ làm hết cả cái vỉa hè này cho thật đẹp, thật sạch. Như cái gì các bạn thấy. Và các bạn thấy từ đầu nó như nào thì bây giờ nó như này rồi. Và rác sẽ được chuyển đến đúng nơi quy định. Ok. Người anh em thiện lành vào đây. Đây là người anh em thiện lành cùng chúng tôi, sẽ song hành cùng chúng tôi để làm công tác công ích này. Và sẽ là bảo vệ môi trường. Người anh em thiện lành đang mặc cái áo xanh rất là đẹp. Và cũng là quê của Quang Linh đấy. Ok, xin chào và hẹn lại quý vị ngày mai. Các bạn ạ, tốt nhất chúng ta hãy tự bảo vệ mình, đặc biệt là sức khỏe. Muốn có sức khỏe tốt, chúng ta phải bảo vệ môi trường. Dù chúng ta đang kinh doanh, dù chúng ta là người dân, dù bất kỳ là thành phần nào trong xã hội thì chúng ta hãy bảo vệ môi trường.
cùng chung tay bảo vệ môi trường nhé. Đối với Dương, Dương kêu gọi và xây dựng chiếc kênh của Dương là bảo vệ môi trường. Không thì các bạn hãy nhìn hình ảnh đây, đó là gì? Đó là bệnh viện. Và sức khỏe lúc đó mới là quan trọng. Tiền bạc bất kỳ lúc đó không có gì mua được, và ước mơ lúc đó chỉ cần sức khỏe, thưa quý vị. Lúc đó các bạn có thật nhiều tiền thì không có sức khỏe chẳng làm gì được. Bye bye.